Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 7 đã khai mạc sáng nay tại tỉnh Kon Tum. Hội nghị nhằm tìm ra các giải pháp chiến lược tháo gỡ khó khăn và khai thác tối đa nguồn lực để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư vào khu vực tam giác phát triển này. Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của hầu hết các quốc gia khu vực châu Á, song các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam vẫn đang diễn ra sôi nổi. Tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam với hai nước Campuchia và Lào năm 2012 đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15% so với năm 2011. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng các đại biểu tham gia tại hội nghị cho rằng kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của vùng, vẫn còn một số rào cản làm hạn chế các hoạt động đầu tư vào khu vực này. Rõ ràng là so với các khu vực khác thì cơ sở hạ tầng trong khu vực tam giác phát triển này chưa thực sự là thuận lợi và chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Cái thứ hai đó là cái việc mà đồng bộ hóa chính sách giữa các nước liên quan đến cái việc là phát triển cái thúc đẩy hơn nữa cái đầu tư vào trong cái khu vực, tôi cho rằng là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu như mà giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia sẽ thống nhất được với nhau những cái chương trình hành động chung để mà chúng ta có không phải là chỉ là một cái khung pháp luật và chính sách chung mà chúng ta cần phải có những cái chương trình hành động chung. Trong tam giác phát triển, Việt Nam được xem là nhà đầu tư lớn tại Lào và Campuchia, đứng thứ ba trong hoạt động đầu tư vào hai nước. Các đại biểu phía Lào cho rằng chìa khóa để phát triển kinh tế xã hội ở Lào chính là tập trung thu hút đầu tư ở lĩnh vực nông lâm nghiệp. Tại hội nghị, phía Lào cũng đưa ra những điểm mạnh để thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư đến từ Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi đang tạo điều kiện cho những nhà đầu tư vào đầu tư về các mọi lĩnh vực ở tỉnh Salavan của chúng tôi, nhất là về việc trồng cây công nghiệp để sản xuất ra nước ngoài, nhất là về công ty của bạn Việt Nam. Trong đó thì có công ty cao su Đắk Lắk và công ty Châu Tiếng. Và bây giờ thì chúng tôi đang được phép chính phủ đã ký hợp đồng cho công ty cao su Quảng Trị đầu tư tại tỉnh Salavan của chúng tôi. Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 7 được xem là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách của ba nước tiếp tục chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề thuế doanh nghiệp, lao động, quỹ đất, qua đó tìm ra tiếng nói chung để thúc đẩy sự hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội toàn vùng nói chung và khu vực giáp biên giới nói riêng phát triển một cách bền vững.